Rồi, như vậy thì khi mà các bạn đi thi công thực tế đó, các bạn sẽ có một số vấn đề thế này là với cái dãy IP, với một dãy IP, giả sử như là chúng ta có dãy IP là từ 192.168.1.1 cho đến 192.168.1.254, thì người ta sẽ sử dụng cái dãy IP này phân làm nhiều đoạn, nhiều đoạn. Ví dụ người ta sẽ 192.168.1.1 cho đến 192.168.1.10 là dùng cho các máy server. Đó, ví dụ vậy, mình dùng cho các máy server. Như vậy thì các máy client mình sẽ đặt từ 192.168.1.10 trở đi. Đó. Như vậy thì các bạn sẽ sử dụng là cho nó dễ, mình khỏi có bị nhầm. Đúng không? Khi mình thay đổi cái địa chỉ của server thì nó sẽ không ảnh hưởng đến đến cái client. Đó, nó không ảnh hưởng đến cái IP. Lúc nãy mình cứ đặt sát nhau quá thì nó sẽ bị dễ bị nhầm. Còn mình cố gắng mình tách ra như vậy thì nó sẽ không có bị trùng. Ví dụ như mình muốn đổi lại IP nó cũng không có trùng. Bây giờ mình sẽ làm lại cái phần này để mà các bạn chú ý là mình sẽ thiết lập từ đầu. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại nè. Giờ nhìn trên cái mô hình này, chúng ta sẽ thiết lập lại IP theo đúng cái mô hình của chúng ta luôn. Chú ý là tại sao mà chúng ta phải dùng thêm một cái laptop, thì cái này là mình mô phỏng cho nó giống thực tế thôi, chứ còn nếu như mà các bạn làm trên cái mô hình của Cisco thì các bạn không cần phải thêm cái laptop này đâu. Bởi vì chúng ta cấu hình, chúng ta có thể là vào trực tiếp ở trong cái CLI này chúng ta cấu hình, chứ chúng ta không cần phải phải thêm một cái máy tính làm gì cả. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nối các cái thiết bị chúng ta sẽ dùng máy tính đi nha. Rồi chúng ta sẽ đem hai cái máy tính ở bên này nữa. Rồi các bạn sẽ dùng cái router. Được chưa? Rồi dùng thêm một cái SIP, tại vì chúng ta đang sử dụng nhiều máy cùng kết nối vô cái hệ thống mạng thì chúng ta sẽ dùng SIP. Nối dây vô. Nối qua cổng công. Nối qua cổng Ethernet không. Nối được không? Đến đây mình có cổng serial để mình nối không? Không có. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta bây giờ phải thêm kẹt vào, thêm kẹt vào cho thiết bị này, tắt, thêm cho thầy cái kẹt là 2T, mở lên,
bên này, tắt thêm cái cạc 2T vô, mở lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kết nối lại dùng cái cổng serial, kết nối qua đây. Đó, bây giờ mình sẽ đặt IP. Là mình đặt IP cho router trước, từ trong ra đi. Như vậy thì cái IP này chúng ta sẽ sử dụng. Đó, cái IP là 12.172.16.0.0. Rồi chúng ta đặt IP cho cái cạc mạng bên này trước. Ha, đặt IP cho thằng bên này. Rồi IP cho dưới này luôn. Đó, IP của hai cạc mạng đều là chấm một hết. Như vậy thì chúng ta nếu mà kết nối qua cái máy laptop thì cũng được, còn không thì chúng ta sẽ dùng cái giao diện ở đây cũng được, cái nào cũng được nhé. Cái này thì cũng giống như là laptop thôi, mà kết nối qua một cái máy tính khác. Như vậy thì sau này những cái bài lab sau thì chúng ta sẽ dùng cái giao diện là CLI, chúng ta khỏi cần kết nối thêm một cái máy nữa. Thầy cũng không khuyến khích các bạn làm bên cái giao diện này, bởi vì giao diện này thực tế là trên máy ảo chúng ta mới có, chứ còn trên thiết bị Cisco thực thì nó làm gì có cái màn hình để mà bạn thấy được cái giao diện đồ họa này. Bạn chỉ thấy được cái giao diện là CLI này thông qua một cái máy tính khác, nhớ nha. Chứ còn trên thiết bị Cisco là mình không có thấy gì hết trơn á, mình chỉ thấy phần cứng thôi. Như vậy thì cái này coi như là chúng ta đã nối qua một cái máy tính rồi nè, thông qua cổng console. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cấu hình cho nó về cái IP. Chúng ta sẽ thiết lập cho nó cái gì nhỉ? Config terminal. Chúng ta sẽ thiết lập interface. Chúng ta thiết lập cái cạc bên này trước đi. Cạc bên này trước thì nó là cạc gì đây? Fast Ethernet. Máy nào? Bên này là Fast Ethernet máy. Không xịt. Không xịt không. Không xịt không. Ừ. Còn bên này là serial là không xịt 3 xịt không nhé. Không xịt 3 xịt không. Không xịt không. Kịp chưa? Đến đây kịp không? Rồi. IP address. Địa chỉ IP mình muốn đặt là 10.0.0.1. Và mình đang để ở đây là xịt 8 mặc định, đúng không? Mình không thay đổi gì hết. Thì nó là 255.0.0.0. Như vậy các cái con số này là tùy thuộc vào cái hệ thống người ta yêu cầu mình là xịt mấy nha. Nếu như xịt 24 thì phải là 3 cái 255. 3 cái 255, đúng không? Còn 16 là 2 cái. Ừ. Đó. Hoặc là 30 giống như hôm trước, thì tùy cái hệ thống người ta yêu cầu. Ủa, hay ơi. Rồi. Hay ơi, 30 là nghe. Cái 8 hồi nãy thầy nói là xịt 8 ở đâu vậy thầy? Xịt 8 là đây nè. Ghi cái số. Hệ thống rồi. Mạng nè. Hệ thống mạng người ta yêu cầu thiết lập là với cái dãy mạng bên này thì chúng ta dùng địa chỉ dãy A. Xịt 8. Rồi. Còn nếu như mà trên hệ thống người ta yêu cầu khác là xịt 16, xịt 20, xịt 24 thì mình phải đưa cái subnet mask cho nó đúng. Yeah. Rồi. Như vậy IP của mình đã xong và mình chọn là no shutdown. No shutdown cho cái cạc mạng này.
quay trở ra, mình sẽ đặt địa chỉ IP cho cái card serial. Như vậy thì mình sẽ vô interface serial, hồi nãy mình là 0-3-0 IP 172.16.1.1, địa chỉ của subnet mask này là 55255-0-0, được chưa? Ok. Rồi. No shutdown. Chúng ta đã xong cho cái router đầu tiên. Chúng ta tiếp tục qua đến cái router thứ hai. Chúng ta sẽ thiết lập IP cho nó. Enable config t. Các bạn gõ config t thôi cũng được, là nó đã vô config rồi. Ok, mình sẽ vô interface fastinstance máy nhỉ. Cái này là serial cũng là 0-3, fastinstance cũng là 0-0, nó cũng giống bên kia 0-0 IP address. Bây giờ mình lấy IP giống trên này, được chưa? IP address 192.168.1.2 192.168.1.2, địa chỉ subnet mask là bao nhiêu? 255.255.255.0, bởi vì nó là xiệt 24 nè. Yeah. No shutdown. Rồi mình đặt exit ra. Mình đặt interface cho cái cổng serial 0-3-0 IP address 172.16.1.2 172.16.1.2 subnet mask. Ok, no set. Rồi, như vậy là mình đã có được IP cho hai cái modem. Được không? Ok. Rồi. Như vậy đây là IP của modem thứ hai. .2.2. Ok, đều hai cái .2 hết. Rồi. Bây giờ mình sẽ đặt IP cho mấy con. IP cho mấy con thì chúng ta có giao diện để đặt, đúng không? Bởi vì IP cho mấy con thì chúng ta vào máy win là chúng ta đặt IP được rồi. Cho nên các bạn có thể là dùng giao diện ở đây, chứ không cần phải dùng giao diện desktop, cũng không sao hết. Vậy thì IP cho mấy con mình sẽ đặt là chỗ này là 10.0.0.10. Nhớ đặt default gateway luôn nhé. Default gateway của chúng ta, chúng ta những cái máy ở bên trong mà muốn ra được bên ngoài thì cái cổng để đi ra, cái cổng để đi ra chúng ta sẽ dùng là 10.0.0.1. Nhớ nha, cái chỗ mà cái cổng đi ra lúc nãy mà mình làm trên router là khác, còn cái cổng đi ra mà chúng ta đang nói cho các máy con thì khác nhé. Chú ý cái chỗ này coi chừng nhầm. Như vậy thì mình đang đứng ở máy con, mình thấy là bây giờ tôi cần ra bên ngoài thì tôi sẽ đi qua cái cổng này. Như vậy cổng này là 10.0.0.1, mình đặt IP là default gateway là 10.0.0.1. Tương tự như vậy máy tiếp theo IP đây default gateway mình đặt sẵn luôn 10.0.0.1 IP 10.0.0.11. Rồi, có ai nói gì đấy? Có vấn đề gì không?
Rồi như vậy là chúng ta đã có hai cái máy này, chúng ta có thể pin lẫn nhau để xem thử là nó có thấy chưa. Pin 10.0.0.11. Chúng ta đang bấm ở máy máy đây, máy 4. Máy 4 là máy trên. Thấy, bản thân trong nội bộ của nó là thấy. Bây giờ mình pin 1.0.0.1, tức là pin đến router, thấy. Rồi bây giờ bên này, ở bên này địa chỉ mình sẽ copy cái này xuống luôn để cho nó dễ thấy. Bên này là chấm 2, địa chỉ bên này là chấm 2. Rồi mình sẽ đặt này là chấm 10 với router của mình là chấm 2. Router 192.168.1.2 địa chỉ IP cho nó 192.168.1.10. Rồi tiếp tục cho máy này Default Gateway 192.168.1.2 IP 192.168.1.11. Bây giờ nếu như mà mình pin thì mình có thể pin được gì? 192.168.1.10. Thấy. Pin 192.168.1.2. Thấy. Pin trong nội bộ mạng thì thấy rồi. Bây giờ pin qua 10.0.0.11.10 đi. Thì đến giờ này là chúng ta chưa cấu hình root cho nên là chúng ta pin nó sẽ không thấy, nó không thấy được cái đích luôn nè, nó không hiểu là cái địa chỉ này ở đâu ra đó, cái địa chỉ này nó không biết là ở đâu ra. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái lệnh để mà mình làm cái router. Như vậy thì mình đang đứng ở cái router 2 là bên này, router 2. Như vậy từ cái router 2 này nè, mình muốn cho những cái máy ở bên trong, máy bên trong này mà đi đến cái mạng bên ngoài này, đó, đi đến đây, tức là đi đến 192.168.1.0. Như vậy thì chỗ này các bạn chú ý là mình có thể thiết lập cái lệnh là IP router cụ thể đến một IP, cụ thể đến một IP. Ví dụ lúc nãy thầy ghi là 192.168.1.0, có nghĩa là gì? Tất cả những địa chỉ mạng bên kia đều có thể là được nhìn thấy. .0. Và muốn đi đến cái địa chỉ 192 thì phải vui lòng đi qua cái cổng nào? 172.16.1.2. 172.16. Ừ. Chấm 2. Muốn đi qua đến bên này thì phải thông qua cái cổng này. Ok. Rồi. Quay trở lại, mình nhìn cái lệnh pin thấy hay chưa? Chưa. Mình làm cho cái router bên này. Muốn đi qua đến cái mạng chấm 10, 10.0.0.0 255.0.0.0 thì phải đi qua cái cổng là 172.16.1.1.
1.2 chấm 1.1. Phải 2.16.1.1. Rồi, đã thấy nhau. Được chưa? Như vậy thì khi mà các bạn làm thực tế luôn, các bạn nên sử dụng cái lệnh là bin trừ t. Tại vì mình dùng nhiều máy cùng chung một cái màn hình cho nên mình không có theo dõi được. Chứ còn nếu mà thực tế các bạn đi làm á, thì các bạn có thể là có nhiều máy các bạn để bên cạnh mình. Được chưa? Thì các bạn pin trừ t thì khi nào mà nó xuất hiện là các bạn sẽ biết ngay. Đấy, như vậy các bạn bắt lỗi nó rất là dễ, bắt lỗi rất là dễ. Bây giờ nè, thầy thử nè, mình pin đến chấm 10 là được rồi. Bây giờ mình pin đến chấm 11 được hay không? Tại sao? Ok, chấm 11 cũng vậy đúng không? Vậy trường hợp này thầy sẽ không pin đến chấm 11 được nè. Đây, thầy sửa lại nhé. Ở trong cái router này thầy chọn là no IP root, tức là thầy tắt cái root đó đi. Thì tất nhiên là lúc này mình không pin được. Đúng không? Mình tắt mất rồi mà. Lấy đầu pin. Rồi bây giờ mình bật lại, nhưng mà mình bật kiểu khác nè. Mình bật không phải là nguyên mạng, mà mình chỉ bật đến chấm 10 thôi. Bật đến chấm 10 thôi. Tức là ở bên trong này, ở bên trong cái mạng 192 này, đi qua đến cái địa chỉ 1.10. Còn những địa chỉ khác không quan tâm. Được chưa? Enter. Ok. Địa chỉ MAC. Đến địa chỉ IP. Đến IP cụ thể được mà. Chấm 0 thì không có vấn đề gì. Ok. Bây giờ các bạn sẽ làm lại cái bài này. Các bạn sẽ làm lại cái bài này theo cái mô hình mà chúng ta đang nhìn thấy. Thôi thầy. À đây em hỏi. Rồi. Ví dụ mình đang pin trừ t, nó trực tiếp hoài vậy luôn rồi làm sao để mình tắt Ctrl C. Ừ, ở đây mình đang đứng ở đây thì mình sẽ chọn Ctrl C để mình tắt. Rồi chụp lại cái mô hình đi. Được chưa?